đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được đưa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Mỗi chương trình là chúng ta lại nôn nao để xem cặp đôi họ có đồng ý hẹn hò không. Nếu như họ không hẹn hò thì mình cũng thấy nó sao sao á. Nói chung là lo lắm quý vị. Thành ra là ông mai bà mối bao giờ cũng trong lòng nó cứ khắc khoải làm sao. Thôi nói chứ mình làm mai được, mình đã mừng được, còn chuyện kia tính sao ha. Đúng rồi, nhiệm vụ của mình là miễn nhấn nút là thành công. Hả man. Chắc một tháng em ra được 2 lần. Tháng có 2 lần là ít rồi. Ý em muốn một tháng mấy lần? Tuần lần. Mời bạn trai. Chào bạn, bạn dạ. Tên gì giới thiệu luôn. Em tên là Bùi Hòa Bình. Năm nay là em vừa mới bước qua tuổi băm rồi. Em làm về kinh doanh. Dạ. Rồi, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Tài quá trời các bình kỳ. Dạ, em chào chị Cát Tường. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn cùng chơi. Dạ, em là Trần Minh Nguyệt, 25 tuổi. Em hiện là giáo viên dạy tiếng Anh với dạy nhạc. Dạy tiếng Anh và dạy nhạc, dạy ở đâu em? Ở Vũng Tàu. Ủa mà em dạy ở Vũng Tàu hả? Dạ. Là hiện giờ em ở Vũng Tàu luôn. Em ở Vũng Tàu luôn ạ. À, là hôm nay lên đây để tham gia chương trình thôi hả? Dạ đúng rồi. À, ủa anh kia quê ở đâu nãy nghe chưa rõ. Dạ dạ em sống ở Sài Gòn chị ơi, thành ra là đi cũng gần. Dù nếu giờ ba quen bạn gái ở Vũng Tàu thì tháng ra mấy lần? Chắc một tháng em ra được 2 lần. Đúng rồi. Tháng 2 lần thì em hơi ít chị, tháng có 2 lần là ít rồi. Ý em muốn một tháng mấy lần? Tuần lần. Được không? Tuần lần là coi như tháng 4 lần. Dạ thí dụ như mà một tháng 2 lần mà một lần 2 ngày được không chị? Người chơi thấy tiếc chút sức khỏe rồi không? Dạ. Tiếc chút công sức. Không có, dạ. Thấy không đúng, được. Đúng rồi, không có nhiệt tình lắm. Đúng rồi. Mà nhiệt tình quá mà. Mới quen thì chơi không nhiệt tình rồi. Dạ. Ta bận công việc bên đây là làm giám đốc phát triển thị trường đúng không? Dạ vâng, em hiện đang làm về thang máy. Bạn làm nghề thang máy, bạn làm giám đốc phát triển thị trường, bạn đi suốt như vậy. Dạ. Đúng là không có thời gian quen bạn gái rồi. Dạ. Không lẽ mình không có chừa một cái khoảng không gian nào cho bạn gái hay sao? Em từ sau khi cái mối tình cũ á, em cũng cũng buồn nhiều. Với lại em cũng có một cái hy vọng là cô ấy quay lại. Hả? Cô đi về em, đi về. Đi về. Vẫn còn yêu bạn kia. Không anh. Sao bạn nói mà vẫn mong quay trở lại? Dạ tức là trong một cái khoảng thời gian đó thì nó cũng buồn cũng lâu lắm. Nhưng mà một ngày á mình nhận ra là tại sao mình cứ phải buồn hoài à? Đúng cuộc rồi, sống của mình à? Cuộc sống của mình có 60 năm trời à? Hả? Thôi đừng có nói chuyện cũ buồn nữa, bên đây ta muốn đi về rồi nè. Không. Dạ có chứ anh, nghe bài Khi Người Đàn Ông Khóc chưa? Nè bây giờ bạn này rất là tình cảm. Nói nữa là bên đây cổ đi về đó nha, là nóng lắm rồi đó nha, giận rồi đó. Giờ nè em nói những cái điểm mạnh của em cho anh nghe coi. Dạ thật ra em tới đây giống như là em muốn trình bày hết những cái tư tưởng tình cảm của mình để mà mình chọn cái người phù hợp. Thì em nói hết lèo khuyết điểm thì em có nhiều lắm. Thứ nhất em là một người rất là thẳng thắn. Thứ hai em hơi nóng tính. Em nghĩ khuyết điểm cũng hơi bự đó chị. Hơi nguyên tắc, có nghĩa là một vài lần gặp em thì em sẽ rất là nguyên tắc, có gần. Nhưng mà thân rồi thì cũng vui lắm, không có gì đâu. Với lại hơi có cảm xúc mạnh á. Có nghĩa là mình nói cái gì mình làm cái gì mình cũng phải dồn hết vào mình nói mình làm ngay lúc đó đó. Nghe con người mình có tư chất nghệ sĩ. Đúng rồi đó chị. Cho nên là mình làm việc theo cảm xúc. Hay là bây giờ là thích nhau. Mà nói vài câu quê là họ thích. Có nghĩa là cảm xúc hơi tuột rồi đó. Nãy giờ là tuột. Tới đây là tuột rồi. Mình gái mình đây. Chị biết em tuột mà chị đang ráng bơm em lên. Bạn nói gì cho nó hết tuột coi, nói gì cho nó hết tuột coi. Em hơi lạ đó là em học luật, em tốt nghiệp đại học luật. Em có một thời gian qua Úc học một năm rồi. Em về đây hồi đầu năm em cũng đi làm rồi. Nhưng mà bức bách quá, thế là em bây giờ chỉ có đi dạy tiếng Anh và đi dạy nhạc thôi. Nhưng mà bên cạnh đó em cũng có một số ưu điểm như sau. Đó là em thích chăm sóc nhà cửa. Em rất thích nấu ăn. Ước mơ lớn nhất của cả đời em là có một cái khu vườn nhỏ của mình. Đại khái là phát triển mô hình vườn rau sạch. Vườn rau sạch. Dạ, làm nông dân đại khái vậy đó chị. Và hôm nay em đến đây là em khát khao gặp người đàn ông như thế nào? Cũng không cần giống em lắm đâu. Tại em thấy em cũng hơi lạ đó. Cho nên là chỉ cần hiểu thôi. Với lại vun đắp trồng làm một khu vườn cho em. Có khao khát không? Dạ thì những cái sở thích với lại những cái tính cách của bạn đó thì giống y chang em luôn. Cái mong ước của em cũng là trồng rau sạch luôn. Thật ra mình sống trong môi trường này mình thấy nó ô nhiễm quá. Mai này nếu mà em có tiền á là em lên núi em sống. Hoặc là em về mình biển gì đó em sống. Và em sẽ trồng rau, nuôi cá, nuôi bò vậy đó. Cũng cùng sở thích ha. Dạ. Khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn kia biết luôn. Nhanh đi để bạn tụt cảm xúc á. Ưu điểm là em rất là vui tính, em hài hước.
và em nói chuyện thì nó dễ gần. Dễ gần, nó mới lên câu đầu tiên là thấy là dễ quê rồi chứ dễ gần. Dạ, tại vì em muốn chia sẻ cái thật của em nó đang là như vậy. Tức là trong quá khứ thì bỏ khoảng quá khứ đi, bỏ. Dạ, mình phải sống tới cái vườn rau sạch phía trước. Dạ. Thì cái yếu điểm của em á, thứ nhất á là em ngủ ngáy. Và cái này là tụt nữa. Sao tụt hết khuyết điểm rồi đó em? Và cái thứ hai là em có một cái mùi hôi cơ thể. Dạ, thành ra có là đâu, có gì đâu. Ngoài những cái phần đó thì nhưng mà bù lại cái chuyện mà mùi hôi á thì em hay tắm lắm. Thành ra một ngày em tắm cũng 2 lần. Tôi không hôi mà ngày tôi cũng tắm 5 lần. Dạ. Và dạ, chị ngửi thấy mùi gì không chị? Thiệt luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Mùi cơ thể tôi không phải mùi hôi. Dạ. Cái đó người ta giấu đi, ai đâu mà lên mà phủ ầm vô người ta vậy. Người ta một cái người nghệ sĩ mong manh ngồi bên kia kìa. Dạ. Nên nhưng mà quốc nãy giờ người ta tụt cảm xúc tụt tới dưới, tôi mới có lâu lên được như đây, ông đập xuống nữa. Dạ. Rồi muốn đi kiếm vợ không? Dạ muốn chị. Cô này dễ thương lắm á nha. Nói quá một hồi là hối hận á. Cao thấp dạ. Sao, ngoại hình sao? Dạ em thì nếu mà từ 1m5 đến 1m9 đó là phù hợp với em. Gì rộng dữ vậy? Dạ. Khoảng cách xa vậy? Dạ tại vì thiếu mà thí dụ mà 1m5 á, khi mà hung á thì em ôm lên. Còn nếu mà 1m9 thì em đứng nhón chân cũng được. Được. Dạ. Được, ấn tượng rồi đó. Dạ. Chị hả? Thật ra em đăng ký thì em nói là em thích người có mùi cơ thể á. Có không? Dạ, nhưng mà anh này anh nói là mùi hôi cho nên là em phản ứng vậy thôi. Vậy là mỗi người có một cái mùi á, mùi đặc trưng của cái người đó. Tuyến mồ hôi đó chị. Mùi đàn ông thôi. Nhưng mà anh này anh nói mùi hôi cho nên là em hơi... Ủa biết đâu em yêu, em thích cái mùi hôi của anh. Nhiều khi em lại ghiền cái mùi đó đó, cái đâu mà không có cái mùi đó là chết chịu không nổi luôn á trời. Thôi bây giờ là mình biểu diễn nghệ thuật đi. Làm một cái cho bên kia sợ chơi. Anh ơi, đàn đó là cô đó đàn hay là có người đệm đàn? Cô đó đàn chứ các tường làm gì biết đàn. Dạ. Dạ, hôm nay đến đây thì em cũng có chép một bài thơ. Móc bóp giống anh đưa tiền thì... À dạ không. Bài thơ này nó chưa có tên. Dạ. Có phải anh khờ lắm phải không? 30 tuổi đến vẫn nằm không? Sáng trưa chiều tối công với việc, đi về nhà cửa cứ lạnh không? Lỡ có yêu anh, em đừng sợ. Tim anh nóng rực cả mùa đông. Nếu buồn, gọi anh em biết không? Có người chia sẻ tỏ nỗi lòng. 30 tuổi đến tình chưa có. Đã có chương trình chắc thành công. Thiếu câu nữa. Yêu anh em có sợ không? Dạ. Mùi hôi thoang thoảng đâu đây đó. Dạ. Phải thêm câu nữa thì mới thật. Dạ. Đúng không? Dạ. Dạ, vấn đề chỗ là giờ hôm nay em có được người thân gì theo không? Có anh, hôm nay em có mời mẹ của em theo. Có mẹ hả? Dạ dạ. Có mẹ đó. Dạ. Chào cô ạ. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Dạ. Cô nhìn thấy đối phương bên kia sao cô? Theo như mình thấy thì cô bé rất là xinh xắn. Nói chuyện cũng dễ thương. Rất là thích. Cảm ơn bác. Có đi với người thân không em? Dạ, em có đi với bạn thân của em. Em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quý Linh. Cảm xúc của bạn nãy giờ dành cho cái anh bên kia đó, em nhận xét ảnh sao? Có lẽ là cảm xúc của em cũng như cảm xúc của người ấy cũng lên lên xuống xuống. Nhưng mà em hy vọng là anh sẽ không nóng tính, bởi vì Nguyệt nó rất là nóng tính rồi. Khi mà nó nóng tính một cái là em sợ luôn. Nóng có khi nào Nguyệt đánh ai không em? Dạ, đánh thì không có đánh. Chứ mà nóng mà làm gì? Nóng thì lừa lừa mắt rồi đập bàn cái rầm cái. Em về sống đau tay đó chỗ đập nè. Dạ. Bây giờ mình để anh xem thử bên đây. Nãy giờ khen đẹp lắm. Chào bạn, trời dễ thương quá. Nhưng mà sao nóng tính vậy ta? Thì có nghĩa là em thể hiện cảm xúc nó trong sao nó vậy á. Có nghĩa là nói cái gì em cũng dồn cảm xúc vô hết. Thì nó như vậy thôi. Giống anh á, sáng anh đi trang vậy đó. Có gì bằng xử theo luật pháp là chứ không có gì đâu sợ. Rồi, kéo màn lên. Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy nha. Chào em. Dạ, chào anh. Em cười. Hôm nay anh có mang một cái món quà anh tặng cho em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em coi thử đi. Dạ, cảm ơn ạ. Thôi kệ, đeo đi, đeo cho tình cảm kéo chứ.
Dạ được rồi. Dễ thương quá. À, anh quan niệm thế nào về cái cuộc sống hôn nhân á? Thứ nhất là phải biết hy sinh. Thứ hai là việc thì phải chia sẻ với nhau. Dạ. Còn em thì em cũng nói luôn, giống như là mình đến với nhau là mình tìm hiểu nhau nghiêm túc và chân thành. Thế còn mình đi với nhau thì mình phải chia sẻ. Cả một đoạn đường đó thì phải chia sẻ. Đúng đó là rồi. Có gì mình phải nói cho nhau nghe. Chứ đừng có giấu. Đúng. Giấu ai mà biết được đâu. Đúng không? Dạ anh nghĩ là cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Với lại hồi nãy em có nói về cái vụ mà tính em nóng á, em đập bàn, đập ghế, tính anh cũng vậy luôn á. Thật ra có những lúc mà em cãi á, lúc cãi xong rồi em nghĩ là mình cũng hơi sai sai đó. Nhưng mà hả, cái lúc đó mình nóng quá mà. Thì nếu mà anh là người con trai mà chịu nhường nhịn một chút á, thì em cảm thấy em sai rồi, em sẽ sửa lỗi. À chỗ đấy thì em yên tâm. Tức là anh sẽ chia đều ra, ví dụ như lúc này em nóng, lúc sau anh nóng. Dạ, cũng được như không chia đều. Nó nghe. Dạ, dạ vâng. À, dạ. Đứng lên nói chuyện nghe chút không? Dạ. À, đứng sao bạn? Thấy đẹp trai không? Dạ. Hồi nãy tôi đứng xa đấy, nhầm của tôi à. Dạ. Đứng sát mình chút xíu nữa coi. Dạ. Không. Đúng, ok, không okay. Nổi, không nổi. Thôi, 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 được rồi đó. Thôi bỏ, cái vụ đầu đó bỏ. Hết giờ rồi, bấm nút. Đó, suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định nha, đo cảm xúc của mình đi. Lúc lên, lúc xuống. Cân chia đong đếm coi cái lên nhiều hay cái xuống nhiều. Một. Hai. Muốn lấy vợ lắm rồi. Ba. Làm gì bấm nhanh như vậy? À, nôn quá hả? Em sợ cái nút nó không ăn. Dễ thương đó, bạn trai rất là dễ thương, rất có duyên, nói chơi vậy thôi. Yeah. Chứ không có gì đâu. Yeah. Không có thấy hồi gì đâu sao. Hy vọng mọi người thì tiến xa hơn. Yeah. Mày đi xem phim ha. Yeah, rồi hỏi kỹ nhau nữa. Yeah. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Yeah. Nào, chúng ta hãy nắm tay nhau. Cảm nhận về nhau. Rồi, mời các bạn. Chúc mừng các bạn.